Ông Tập đã đến Vũ Hán giữa bối cảnh tất cả các bệnh viện dã chiến ở thành phố này dự kiến sẽ đóng cửa trong hôm nay. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin sáng nay, ngày 10 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên máy bay đến thành phố Vũ Hán để khảo sát công tác phòng chống dịch ở thành phố này và tỉnh Hồ Bắc. Ông Tập dự kiến sẽ thăm hỏi các nhân viên y tế, những người làm công tác cộng đồng, các cán bộ địa phương ở tuyến đầu chống dịch. Chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên ông Tập có chuyến thăm tại thành phố Vũ Hán kể từ lúc dịch bùng phát ở đây vào cuối năm ngoái. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, ngay khi xuống máy bay, ông Tập đã tới khảo sát tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Đây là một trong hai bệnh viện dã chiến được xây dựng thần tốc trong khoảng 10 ngày để chữa trị bệnh nhân nhiễm virus hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Sau khi rời bệnh viện Hỏa Thần Sơn, vào trưa ngày 10 tháng 3, ông Tập Cận Bình đã tới khu Tân Thành Đông Hồ của Vũ Hán để thăm cộng đồng đang bị cách ly này và gặp mặt các nhân viên làm công tác phòng chống dịch ở tuyến đầu tại đây.